Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không. Non xanh nguyên vẹn cũ, mấy đồ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi. Gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mạch cuộc nói cười. Hồi 49, đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc, trình dục dân kế rằng: dân Trường xác định muôn người phi dùng mưu trí không sao đánh nổi, nên sai một số quân của Lưu Bị mới hàng vào Hạ Phi ra mắt Quan Vũ, nói dối là trốn về được, sau phục ở trong thành làm nội ứng, rồi những Quan Vũ đã đánh nhau, ta giải cách thua chạy, nhữ Hán ra nơi khác, đem tinh binh chặn Hán đường về, bây giờ mới có thể dụ Hán quy hàng. Tháo theo kế ấy, cho ngay vài chục hàng binh đến Hạ Phi vào hàng Quan Công. Quan Công cho là quân cũ, không hồ nghi gì cả. Hôm sau, Hạ Hầu Đôn lĩnh 5.000 quân đến thách đánh, Quan Công không ra, Đôn sai quân ở dưới thành sỉ nhục mắng nhiếc. Quan Công mới nổi giận, dẫn 3.000 quân ra ngoài thành giao chiến, đánh được hơn 10 hiệp, Hạ Hầu Đôn quay người chạy, Quan Công đuổi miết, Đôn vừa đánh vừa chạy. Quan Công đuổi được độ 20 dặm, sợ Hạ Phi không ai giữ nổi, kéo quân trở về. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ, bên tả có Từ Hoãn, bên hữu có Hứa Chữ, hai đạo quân chặn ngang đường đi. Quan Công cứ cắm đầu chạy về, quân phục hai bên lại đổ ra, nổ cứng trăm chiếc, bắn tên như châu chấu. Quan Công không thể nào đi được, phải quay người lại. Từ Hoãn, Hứa Chữ lại đón đánh, Quan Công cố sức đánh lui hai người, đang định dẫn quân về Hạ Phi, Hạ Hầu Đôn lại đánh chặn lại. Quan Công đánh mãi đến chiều, không có đường về, phải lên quả núi đất đóng quân tạm nghỉ. Quân Tào kéo đến, lần lượt vây vòng quanh quả núi đất. Quan Công đứng trên ngọn núi, trông xa về Hạ Phi, thấy trong cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, đó là những quân trá hàng mở trong cửa thành. Tào Tháo dẫn quân vào, rồi lại đốt lửa lên để làm cho Quan Công trông thấy mà rối ruột. Quan Công thấy thành Hạ Phi lửa cháy, trong lòng lo sợ, đang đêm mấy lần xông xuống núi đều bị tên bắn phải quay lại. Đến sáng, đang sắp sửa xông xuống chân núi, chợt có một tướng tế ngựa trèo lên, nhìn ra là Trương Liêu. Quan Công đón hỏi: dân diện đến đây định đánh nhau với ta chăng? Liêu đáp: đâu phải thế, Liêu này nghĩ tình cố nhân ngày xưa nên đây gặp nhau đó thôi. Nói rồi bỏ đao xuống ngựa. Khi lễ xong, ngồi trên đỉnh núi nói chuyện, Quan Công nói: dân diện đến vụ mổ chăng? Liêu đáp: không phải thế, ngày xưa nhờ anh cứu em, ngày nay sao em lại không cứu anh chứ? Quan Công nói: thế dân diện đến đây định giúp ta chăng? Liêu nói: cũng không phải. Quan Công nói: nếu không giúp ta thì đến đây làm gì? Liêu nói: quyền đức không biết còn hay mất, giật đức không biết sống hay chết. Đêm qua Tào Công đã phá được Hạ Phi, quân dân đều an toàn. Tào Công lại sai người giữ gìn giao quý quyền đức, cấm không cho ai vào quấy nhiễu, đối đãi thật tử tế. Em đến để báo tin cho anh biết. Thế là đến vụ ta, nay tuy đã cùng đường, ta vẫn coi cái chết như không. Người đi ngay, ta sẽ xuống chân núi đánh nhau bây giờ. Trương Liêu cười nói: anh nói thế không sợ thiên hạ người ta cười cho à? Quan Công nói: ta vì trung nghĩa mà chết, thiên hạ sao lại cười ta? Liêu nói: anh chết bây giờ thì mắc ba tội. Quan Công hỏi: ba tội là những tội gì? Liêu nói: khi trước Lưu sứ quân cùng anh kết nghĩa, có thể cùng sống thác với nhau. Nay sứ quân vừa mới thua mà anh đi đánh liều cố lấy cái chết, nếu sư quân hãy còn, muốn tìm anh mà không tìm thấy, chẳng quá đã phụ lời thề năm trước rồi, thế là một tội. Lưu sư quân đem vợ con phó thác cho anh, anh nay liệu mình chịu chết, hai phu nhân nương tựa vào đấu, há chăng phụ lời phó thác của Lưu sư quân rư? Thế là hai tội. Đại huynh võ nghệ siêu quần, tinh thông kinh sử, không nghĩ cùng sư quân giúp nhà Hán, lại tự nhảy vào nước sôi lửa cháy, mua lấy cái tiếng mạnh bạo của một kẻ vũ phu, sao gọi là nghĩa? Thế là ba tội. Anh mắc ba tội ấy nên em phải bảo. Quan Công ngồi nghĩ một lúc rồi nói: người nói ta ba tội ấy, thế người muốn bảo ta phải làm thế nào? Liêu nói: nay bốn mặt đều là quân Tào Công dây kín cả, nếu anh không hèn thì phải chết, chết mà vô ích thì hãy hèn đi, rồi sẽ nghe ngóng tin tức Lưu Quyền Đức, khi biết được sứ quân ở đâu, bây giờ lại đi theo, một là bảo toàn được hai phu nhân, hai là không trái ước dừng đào, ba là lưu lại cái thân hữu dụng. Có ba điều tiện như thế, xin anh nghĩ lại cho kỹ. Quan Công nói: anh nói ba điều tiện
tôi cũng có 3 điều giao ước. Nếu thừa tướng nghe cho, tôi xin lập tức cởi giáp lại hèn. Nếu bằng không nghe, tôi đành chịu 3 tội mà chết. Liêu nói: Thừa tướng đại lượng khoan hồng, thế nào chắc ngài cũng nghe. Xin cho biết 3 điều ước. Quan Công nói: Một là ta đã cùng Hoàng Thúc xin thề cùng nhau giúp nhà Hán, nay ta chỉ hàng vua nhà Hán, không hàng Tào Tháo. Hai là hai chị dâu ta phải được cấp dưỡng theo bổng lộc của Hoàng Thúc, nhất thiết người ngoài không được ai đến cửa. Ba là hễ ta nghe thấy Hoàng Thúc ở đâu, không quản trăm dặm nghìn dặm, lập tức ta cáo từ rồi đi theo. Ba điều ấy nếu thiếu một điều, ta nhất định không hàng. Xin dân diễn mau mau về trình với thừa tướng. Trương Liêu thưa vâng, lên ngay ngựa về gặp Tào Tháo. Trước hết nói việc hàng Hán không hàng Tháo. Tháo nói: Ta là tướng nhà Hán, Hán tức là ta, việc ấy sao được? Liêu lại xin cho hai phu nhân được hưởng lộc của Hoàng Thúc và không ai được vào đến cửa. Tháo nói: Ta sẽ cấp cho gấp 2 lương bổng của Hoàng Thúc. Còn như việc nghiêm cấm trong ngoài, vốn là gia pháp phải thế, việc gì phải nói nữa. Liêu mới nói đến khoản thứ ba: Hễ khi nào biết tin quyền đức ở đâu, dù xa thế nào cũng đi theo ngay. Tháo lắc đầu nói: Thế thì ta nuôi dân trưởng để làm gì, việc này khó theo đấy. Liêu nói: Thưa tướng không nhớ lời bàn chúng nhân và quốc sĩ của Dự Dự ngày xưa hay sao? Như quyền đức đãi Quan Vũ chẳng qua chỉ lấy hậu ân mà thôi, nay thừa tướng đối đại thật hậu hơn, lo gì Quan Vũ chẳng phục. Tháo nói: Văn Diễn nói chí phải, ta ưng cả 3 điều. Liêu vội lên núi bảo cho Quan Công biết. Quan Công nói: Đã như thế rồi, xin thừa tướng hãy tạm lui binh, để tôi vào thành bẩm với hai chị, rồi sau mới xin hẹn. Liêu về bẩm lại, có lệnh truyền lệnh lui quân 30 dặm. Tuân Úc nói: Không nên, e nó nói dối. Tháo nói: Dân Trường là người nghĩa sĩ, chắc không thất tính. Rồi cứ truyền lệnh rút quân. Quan Công dẫn binh vào thành, thấy nhân dân yên ổn cả, đến ngay phủ vào ý kiến hai chị. Cam Mi hai phu nhân nghe Quan Công đã về, vội ra đón vào. Quan Công lạy dưới thềm và nói: Để cho hai chị sợ hãi ấy là tội của em. Hai phu nhân hỏi: Hoàng Thúc bây giờ ở đâu? Quan Công nói: Không biết ở đâu. Hai phu nhân lại hỏi: Bây giờ chú định thế nào? Quan Công nói: Em ra thành đánh nhau, bị dây ở trên núi, Trương Liêu khuyên em ra hàng. Em có 3 ước, em có ước 3 điều. Tào Tháo nghe cả 3 nên mới rút quân để em vào thành. Em chưa được biết ý định của hai chị, chưa dám tự tiện. Hai phu nhân hỏi: 3 điều ước là những điều gì? Quan Công thuật rõ lại 3 điều ước. Cam phu nhân nói: Hôm trước quân Tào vào thành, chúng tôi tưởng là chết cả, ai ngờ cái tơ cái tóc không động đến, một đứa quân cũng không dám vào cửa. Này chú đã hứa với người, không cần phải hỏi lại chúng tôi, chỉ sợ Tào Tháo về sau không để cho chú đi tìm Hoàng Thúc thôi. Quan Công nói: Xin hai chị yên tâm, em đã có chủ ý. Hai phu nhân nói: Chú cố lo liệu, bất tất phải hỏi bọn đàn bà chúng tôi. Quan Công từ tà trở ra, dẫn vài 10 tên kỳ mã đến ra mắt Tào Tháo. Tháo ra ngoài nha môn tiếp vào. Quan Công xuống ngựa vào lạy. Tháo vội vàng đáp lễ. Quan Công nói: Tôi là bại tướng, không bị giết, đội ơn ngài nhiều lắm. Tháo nói: Tôi vốn mến Dân Trường, là người trung nghĩa, nay được trông thấy, thật là hả lòng mong muốn bấy nay. Quan Công nói: Văn Diễn bẩm cho 3 việc, nay đã được thừa tướng ưng thuận, chắc là thừa tướng không sai lời chứ. Tháo đáp: Ta đã nói, quyết không thất tính. Quan Công lại thưa: Nếu tôi biết được Hoàng Thúc ở đâu, dù lên thác xuống ghềnh, lăn sông qua lửa cũng phải đi theo. Bây giờ sợ không kịp bái từ, xin thừa tướng lượng thứ cho. Tháo đáp: Quyền đức nếu còn sống, ông cứ đi theo, nhưng chỉ sợ quyền đức mất trong loạn quân rồi, ông cứ yên tâm, nghe ngóng xem đã. Quan Công lại tà. Tháo mời tịch yến khoản đãi, hôm sau rút quân về Hứa Xương. Quan Công thu xếp xa trượng, rồi mời hai chị lên xe, tự mình đi hộ vệ. Khi đi đường, nghỉ ở xá. Tháo muốn làm rối loạn lễ vua tôi, để Quan Công và hai chị dâu cùng ở một nhà. Quan Công cầm đuốc đứng hầu ngoài cửa, từ tối đến sáng sắc mặt không lúc nào có dáng mệt mỏi. Tháo thấy thế lại càng kính phục. Về đến Hứa Xương, Tháo sai sửa sang ngay thừa phủ để Quan Công ở. Quan Công chia một nhà làm 2 viện. Viện trong sai 10 người lính già canh cửa, Quan Công thì ở nhà ngoài. Tháo dẫn Quan Công vào chầu vua Hiến Đế, vua cho làm thiên tướng quân. Quan Công tạ ơn rồi về. Hôm sau Tháo mở tiệc lớn, hội cả mưu thần võ sĩ, lấy lễ khách đãi Quan Công, mời đến ngồi trên, lại tặng gấm vóc và những đồ vàng bạc. Quan Công đem về nhờ hai chị thu giữ. Từ khi Quan Công đến Hứa Xương, Tháo đãi rất hậu, 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, lại đưa 10 người con gái đẹp để hầu.
quan công đều đưa vào nhà trong để hầu hai chị. Cứ ba ngày một lần, đứng cửa ngoài chắp tay kính cẩn, hỏi thăm sức khỏe hai chị. Mi phu nhân hỏi thăm về tin tức hoàng thúc, bao giờ hỏi xong cũng nói: "Chú cứ tùy tiện." Bây giờ, quan công mới dám lui về. Tháo nghe thấy thế càng kính phục lắm. Một hôm, thấy quan công mặc chiếc áo bào bằng gấm xanh đã cũ bạc, Tháo truyền ngay lệnh đo người quan công may một chiếc khăn chiến bào bằng gấm thực quý để tặng. Quan công định lấy mặc vào trong, rồi lại lấy áo cũ mặc thử ra ngoài. Tháo cười mà nói rằng: "Nhân trường hạ tiện quá." Quan công đáp: "Mõm không phải là hạ tiện. Áo cũ của Lưu Hoàng Thúc cho tôi mặc ở ngoài như nhìn thấy mặt anh. Dám đâu vì cái mới của thừa tướng vừa ban cho mà đã quên cái cũ của anh tôi đã cho từ trước, nên phải mặc áo cũ ra ngoài như thế." Thank you.